Việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng drones hay máy bay không người lái giúp phá hủy các hệ thống pháo binh và xe tăng của Nga đã giúp công ty sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ nhận được hàng loạt các đơn đặt hàng trên khắp thế giới. Sursut Bayakta là một trong hai anh em chủ nhân đang điều hành công ty quốc phòng Baykar có trụ sở tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng. Các máy bay không người lái của họ chỉ làm những gì chúng được thiết kế, nhưng cũng cho thấy công nghệ đã cách mạng hóa chiến tranh hiện đại ngày hôm nay như thế nào. Ông Bakhtiakta nói với hãng thông tấn Reuters trong cuộc triển lãm máy bay không người lái ở Baku rằng loại Bakhtiakta TB2 đã làm đúng theo mẫu thiết kế đó là tiêu diệt hệ thống chống máy bay, hệ thống đại pháo và thiết giáp. Ông Barakta sinh ra ở Istanbul, từng tốt nghiệp tại Đại học Pennsylvania và Học viện Công nghệ MIT Massachusetts cho biết. Cả thế giới hiện là khách hàng của công ty. Barakta TB2 là nền tảng nổi tiếng thế giới hiện nay. Kể từ chiến tranh Ukraine diễn ra, máy bay không người lái kiểu Bakrata TB2 với sải cánh dài 12 thước có thể bay độ cao 25.000 feet hay 7.620 thước, sau đó lao xuống tiêu diệt xe tăng và pháo binh bằng bom dẫn đường laser, đã giúp làm suy yếu ưu thế quân sự áp đảo của Nga. Tên của chiếc máy bay không người lái cũng nằm trong một bài hát nổi tiếng của Ukraine với điệp khúc Barakta Barakta, trêu chọc quân đội Nga. Ngoài sự châm biếm, máy bay không người lái Barakta cũng trở thành đề tài quân sự được phía Nga phải đề cập đến hàng ngày. Bộ Quốc phòng Nga đã đề cập hơn 45 lần trước công chúng kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24 tháng 2 đến nay. Beta được thành lập vào thập niên 1980 bởi thân phụ của Barakta là Odemir Barakta, Công ty bắt đầu tập trung vào sản xuất máy bay không người lái năm 2005 khi Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tăng cường ngành công nghệ quốc phòng. Trước đây Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng máy bay không người lái Baraktha TB2 là yếu tố chính trong các cuộc xung đột ở Syria, Iraq, Libya, gần đây nhất là Ukraine và đẩy công ty Bakhsha trở thành tâm điểm chú ý, biến công ty thành một nhà xuất cảng vũ khí lớn trên toàn cầu. Hôm nay Baykar đang trở thành mũi nhọn thúc đẩy xuất cảng quốc phòng toàn cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Hoàng Trọng Thủy từng trình cho đài Sài Gòn TV.